Chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị nữ ca sĩ Quỳnh Hương và nhạc sĩ Hoàng Trọng Thụy. Quỳnh Hương xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, chúng ta vừa được nghe Như Quỳnh qua nhạc phẩm Đón Xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Chắc hẳn trong lòng chúng ta không thể quên được, cứ mỗi độ xuân về thì lại gieo lên một niềm vui, một lời cầu nguyện an lành hạnh phúc đến cho mọi người.
nói đến một niềm vui, đó là phương châm của Trung tâm Asia. Trong nhiều năm qua, đã không ngừng mọi nỗ lực phát triển về nghệ thuật dàn dựng sân khấu, cũng như phong cách trình diễn của các nghệ sĩ. Một niềm vui, ở đây, Trung tâm Asia không những chỉ đem đến cho quý vị trong chốc lát, mà mong rằng niềm vui đó sẽ ở mãi và tồn tại mãi trong lòng của quý vị. Gửi người một niềm vui, đó là chủ đề của video Asia 10 kỳ này. Và góp mặt với cuốn video Asia 10 kỳ này là một khuôn mặt khá mới lạ. Anh là một nhạc sĩ trẻ và gần đây nhất đã được rất nhiều quý khán thính giả yêu thích qua nhạc phẩm Đoàn Khúc Cuối Cho Em đã được thực hiện trong video Asia tác giả và tác phẩm. Ngoài ra, anh lại còn là sứ ngôn viên của đài phát thanh tại miền Nam California. Thưa quý vị, xin quý vị một tràng pháo tay cho nhạc sĩ Hoàng Trọng Thụy. Cảm ơn Quỳnh Hương. Hoàng Trọng Thụy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Đây là một niềm vinh dự cho tôi được góp mặt trong Asia Video 10, chủ đề gửi người một niềm vui. Hy vọng rằng trong những giây phút sắp tới, Asia Video 10 không chỉ gửi tới quý vị một niềm vui, mà là thật nhiều niềm vui. Anh Thụy nè, lúc nãy Quỳnh Hương vừa giới thiệu Như Quỳnh với nhạc phẩm Đón Xuân. Tiết mục gì kế tiếp đó anh? Nhạc phẩm kế tiếp sẽ là bài Nửa đêm ngoài phố của cố nhạc sĩ Trúc Phương. Nhạc phẩm này đã đưa tên tuổi của Thanh Thúy đến rất gần với quý khán thính giả khắp nơi vào đầu thập niên 60. Trung tâm Asia và ca sĩ Thanh Thúy xin trân trọng dành đặc biệt nhạc phẩm này để tưởng niệm đến cố nhạc sĩ Trúc Phương và xem như là một lời cảm tạ cho những sáng tác của ông. Thưa quý vị, Nửa đêm ngoài phố với tiếng hát Thanh Thúy. Xin ghi kỷ niệm một đêm thôi.
tiếc thay hoài cổng thôi. Phố đã vắng thưa rồi, biết rằng chẳng duyên thề để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa. Ngày buồn dài lê thê, có hôm chờ nghe gió lạnh đâu tìm về, làm xét mướn qua sóng lên vào hồn, làm khổ môi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì thương góp nhặt tâm tình này, người sắp đến muôn nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi, và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi, và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi. Kính thưa quý vị, mỗi khi nhắc đến một trong những tác giả Việt Nam có những sáng tác dễ đi vào lòng người nhất, từ nhạc cho đến lời, là chúng ta đều nghĩ đến nhạc sĩ Anh Bằng. Nhạc của ông đượm thật nhiều tính chất quê hương, từ những điệu du đến những lời hò rất thanh thản, nhẹ nhàng. Lời của ông tuy không cầu kỳ nhưng đã cho chúng ta hình ảnh của những hàng tre, những con đường nho nhỏ đưa đầy những cuộc tình mộc mạc đơn sơ. Trung tâm Asia xin gửi đến với quý vị một sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Anh Bằng mang tựa đề Qua ngõ nhà em, sẽ được gửi đến với quý vị qua tiếng hát Mạnh Đình. Cành hoa mơ, anh đi lặng lẽ, không gian mờ mờ. Anh muốn đi tìm giọt nắng giọt mưa qua ngõ nhà em. Ngày xưa hẹn hò, mỗi lần anh qua, hoa bay đầy ngõ, thương em đợi chờ. Hai đứa vui đùa, đẹp nhất ngày mưa, tình nhất trời. Rồi hôm nay vắng bóng em chờ, anh qua đường này vắng bóng em chờ. Hoa trắng còn đây, người xưa đâu thấy, mưa lạnh đôi vai. Anh lạnh đôi vai, ngõ vắng mưa gầy. Hoa bay lạc loài, ngõ vắng mưa gầy. Anh nhớ ngày nào dầm mưa ướt áo, ôi tuổi tình yêu. Em là sao khuya long lanh trong hồ, anh ôm tình sâu liễu rũ trên bờ. Em mãi là mưa hiu hắt trên đường nắng xưa. Em là mây trôi với gió chân trời, anh như thuyền đợi bên vắng ngậm ngùi. Mây vẫn là mưa, tình nhân ướt áo, bây giờ bỏ nhau, bây giờ quên nhau chát đắng linh hồn. Anh đi một mình chát đắng linh hồn. Hoa trắng rụng đầy, tình trôi xa mãi, anh còn nơi đây. Anh ngồi nơi đây, phố vắng anh đợi, thương em vời vợi.
quán vắng anh chờ. Hoa lá vào xuân, cành cao chim hót, chim hót anh buồn. Đợi bên vắng ngậm ngùi, mây vẫn làm mưa, tình nhân ướt áo, bây giờ bỏ nhau, bây giờ quên nhau, chán đắng linh hồn. Anh đi một mình, chán đắng linh hồn. Hoa trắng rụng đầy, tình trôi xa mãi, anh còn nơi đây. Anh ngồi nơi đây, phố vắng anh đợi, thương em vời vợi, quán vắng anh chờ. Hoa lá vào xuân, cành cao chim hót anh buồn. Hoa lá vào xuân, cành cao chim hót anh buồn. Hoa lá vào xuân, cành cao chim hót, chim hót anh buồn. Kính thưa quý vị, có một lần tôi nghe một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh và được biết rằng tên tuổi của người ca sĩ đã gắn liền với tên tuổi người nhạc sĩ, cả hai đã trở thành một. Nhắc đến tên người ca sĩ, người ta nghĩ ngay đến tên người nhạc sĩ. Thậm chí nhắc đến tên bài hát, người ta cũng nghĩ đến ngay tên người nhạc sĩ và người ca sĩ. Thưa quý vị, nhắc đến Khánh Ly, chúng ta nghĩ ngay đến Trịnh Công Sơn. Và nhắc đến Biển Nhớ, chúng ta cũng nghĩ đến Trịnh Công Sơn và Khánh Ly. Sự ràng buộc này đã theo đuổi nữ ca sĩ Khánh Ly hơn một phần tư thế kỷ, cho đến Asia Video 10 vẫn không xa rời. Thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị nhạc phẩm Biển Nhớ, một sáng tác của Trịnh Công Sơn với tiếng hát Khánh Ly. Gọi hồn liễu rũ lê thế, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi đôi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ. Ngày mai em đi biển nhớ em quay về buồn, gọi trùng dương gió ngồn, bàn tay chắn gió mưa giăng. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển đông buồn hơn. Hôm nào em bàn tay buông lối ngõ, đàn lên cung phím chờ, xa
Chiều sương ướt đẫm cơn mê, trời cao níu bước sơn khê. Ngày mai em đi, con đã rêu phong dù buồn. Đèn phố nghe mưa tủi hơn, nghe ngoài trời giăng mây luôn. Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm. Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang. Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng. Nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lòng. Thưa quý vị, tình yêu vẫn luôn là nguồn gợi ý sáng tác vô tận của các văn nhân và nghệ sĩ. Trong âm nhạc, những lời tự tình cuốn theo giai điệu làm tăng lên chất thơ và chất lãng mạn của tình yêu. Cho nên, khi yêu, người ta thường không cảm nhận thấy sự hiện hữu của không gian và thời gian, lắm lúc không tự chủ để quên cả lối về. Thưa quý vị, Quên cả lối về là một sáng tác mới nhất
của nhạc sĩ Trúc Giang sẽ được gửi đến với quý vị qua phần trình diễn trẻ trung của Lâm Nhật Tiến. Cuộc đời là một giấc mơ mà lòng người thường nhiều mơ ước, vì đời đẹp muôn đóa hoa êm đềm theo tiếng em ca hòa với cung đàn. Dù mau phai, dù chóng tàn, tôi vẫn yêu thương suốt đời. Tôi yêu em như hình yêu bóng. Em nhìn tôi, em nhìn tôi đắm đuối say mê. Tôi yêu em, tôi yêu em, quên bóng tôi sương mù. Chỉ vì yêu em, chỉ vì yêu em, quên cả lối về. Thưa quý vị, từ Huế đi về hướng Nam, theo quốc lộ 1, xoay xoải xuôi theo những hàng thủy dương vi vút là bờ biển Cát Trắng Nha Trang, nơi đã được xem như là vùng biển cát đẹp nhất Đông Nam Á. Có một bài hát mà mỗi khi nghe đến đã gợi nhớ cho chúng ta về vùng biển cát này. Thưa quý vị, Ý Lan sẽ du ta vào niềm nhớ mong manh đó qua bài hát Nha Trang Ngày Về, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Trong cánh tay đêm nay còn cánh
đêm nay còn trắng say, nhưng rồi chỉ còn tôi trên bãi đêm khóc người tình. Cát trắng thơm tho lùa vào trong nắm tay, lòng ngờ cát úa tuôn ra dần ra trắng. Trăng vàng lẻ loi, ôi đời trời biển ơi, không cố nuôi tình tôi. Nhà trang biển đầy tình yêu không có đây, tôi như là con ốc bơ vơ nằm trên cát, chui sâu vào thân xác lưu đầy. Dạ chàng ơi, sao lắm cho vơi sầu này. Chẳng có hay ân tình trong lúc đôi mươi, bao giờ cũng vẫn mau phai. Cho ngàn thông giáo tên ai từ đó, lớp sóng mơn man thịt mềm giác ngát hương, nào ngờ sóng cuốn trôi đi trên bãi hoang. Khi tình tôi chết khăn tang, ai gào ai giữa đêm trăng cho từng lớp sóng kêu than. Ôi nhà trang ngày về, ngồi đây tôi lắng nghe đêm mê lòng tôi khóc, ôi trăng vàng lẻ loi, ôi đời trời biển ơi, không cố nuôi tình tôi. Nhà trang biển đầy tình yêu không có đây, tôi như là con ốc bơ vơ nằm trên cát, chui
Kính thưa quý vị, gần 30 năm đến với sân khấu, tiếng hát Thanh Tuyền đã có một vị trí vững vàng trong nền tân nhạc Việt Nam. Thanh Tuyền đến gần với mọi người nhờ vào những bài hát ca ngợi quê hương, ca ngợi những lời tự tình của những người con Việt cần cù chất phát, xem âm nhạc như là một phần đời sống của mình. Thưa quý vị, Về Dưới Mái Nhà là một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Tiên, như là lời tự tình của những người con xa xứ thầm nhủ với quê hương của mình rằng một ngày nào đó con sẽ về thăm lại mái nhà yêu dấu. Thưa quý vị, Về Dưới Mái Nhà sẽ đến với chúng ta qua tiếng hát đầy tự tình quê hương của ca sĩ Thanh Tuyền. Thank you.
Kính thưa quý vị, mùa xuân là mùa của sum vầy hạnh ngộ. Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta cũng háo hức để chờ đón mùa xuân. Bởi vì có những cuộc tình đã đến trong mùa xuân, để rồi có những cuộc tình đã ra đi trong mùa xuân. Thưa quý vị, đêm thương nhớ sẽ mang đến cho chúng ta một đêm dài thổn thức không ngủ để nhớ lại những kỷ niệm, những hạnh phúc đã lỡ đánh mất. Đêm thương nhớ, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Mai, một nhạc sĩ trẻ tại Canada, đặc biệt riêng tặng nhạc phẩm này cho Trung tâm Asia, sẽ được gửi đến với quý vị qua tiếng hát Gia Huy. Còn đâu nữa hương nồng đã hết, còn đâu nữa tình yêu đã chết. Người yêu hỡi sao đành quay gót, để ta khóc riêng mình đau xót. Tình yêu kia sẽ là mãi mãi trao về ai. Chờ ai hay niềm nhớ quyện hồn chết trong nền sầu nghe nhói tim đau. Giờ người đã xa lìa ta mãi, ngộm trách sao tình oan trái. Còn đâu nữa hương nồng đã hết, còn đâu nữa tình yêu đã chết. Người yêu hỡi sao đành quay gót, để ta khóc riêng mình đau xót. Tình yêu kia sẽ là mãi mãi trao về ai. Thức suốt đêm dài nhớ thương ai thêm u hoài, giá buốt tâm hồn niềm đớn đau. Năn nót giọt sầu trách ai ôi duyên tình đầu, tiếc nuôi chi nhiều vì đã. Kính thưa quý vị, một đôi ca nhạc sĩ ngay từ thập niên 70 đã mang đến cho nền âm nhạc Việt Nam một luồng gió mới. Nhạc và lời của người nhạc sĩ mang chất lãng du, hoang dã, du mục từ miền đất này đến miền đất khác không ngừng nghỉ. Họ mang tình yêu vào âm nhạc không chỉ nói đến sự lãng mạn sẵn có, nhưng còn sự chua xót, dày vò và đôi lúc chia lìa. Sự khổ ải có làm cho họ trùng bước, hay họ sẽ tự tìm cho mình một lối đi riêng, không hẳn là lối thoát, nhưng là một bước ngoặt của cuộc đời.
câu hỏi đang còn tìm câu trả lời trong bài hát Hãy Ngồi Xuống Đây, một sáng tác của Lê Uyên Phương, sẽ do Lê Uyên và Phương trình bày gửi đến quý vị sau đây. Hãy ngồi xuống đây, hãy ngồi xuống đây, xa cơn buồn phiền. Dẫu biết chia phôi nhưng trong cuộc đời vẫn có đôi ta. Hãy ngồi xuống đây như trong lần đầu, bối rối bên nhau phải rung thẹn lời, mắt sang môi chinh ra thơm tình ngời. Trên trời có mây sao cảnh lá xanh, mây bay từng đàn lá thơm hoa tươi. Anh ơi ngày buồn sẽ chóng qua đi. Hãy ngồi xuống đây hôn nhau lần này, hãy ngồi xuống đây cho nhau lần này, hãy ngồi xuống đây chia tay lần này. Hãy ngồi xuống đây như loài cỏ tranh chen nhau từng hàng, xoắn xít bên nhau vui chơi cuộc đời có rác hôm. Qua giấc mơ vui dần rồi mùa đông đến rồi mùa xuân đến, cuộc đời vẫn quay đều. Hãy ngồi xuống đây, hãy ngồi xuống đây, hãy ngồi xuống đây. Dưới nắng ban mai vô thân trần truồng kiếp sống hoang sơ. Hãy ngồi xuống đây hôn nhau lần này, hãy ngồi xuống đây cho nhau lần này, hãy ngồi xuống đây chia tay lần này. Hãy ngồi xuống đây vai kề sát vai cho gia đình này, đốt cháy thương đau cho cơn buồn này, rót nóng truy hoan cho thiên đường này, bốc cháy trong cơn chia phôi tràn trề. Quý vị, chắc hẳn trong chúng ta ai cũng có những kỷ niệm vui buồn trong đời sống, những kỷ niệm vui buồn của tình yêu đôi lứa và ngay cả những kỷ niệm vui buồn của quê hương đất nước. Khi nói đến quê hương đất nước làm cho chúng ta chạnh lòng nhớ đến, nhất là vào độ xuân của những năm trước, hình ảnh của một bầu trời mù mịt bởi khói súng và đâu đó vang vọng tiếng súng với hình ảnh mẹ già ngồi đợi con nơi đầu ngõ. Thưa quý vị,
nhạc phẩm Xuân Này Con Không Về của nhạc sĩ Nhật Ngân sẽ được gửi đến cho chúng ta những hình ảnh, những kỷ niệm của năm nào. Và nhạc phẩm này đặc biệt sẽ được gửi đến với quý vị qua giọng ca rất quê hương của Duy Khánh. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Nhớ xuân nào thuở trời yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh chưng chờ trời sáng đỏ hay hay những đôi má nếu con không về chắc mẹ buồn lắm. Mái tranh nghèo không người sửa sáng, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Bầy trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới mà ngày xuân đi quê xóm gì. Con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong. Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Kính thưa quý vị, chúng ta đã biết có một số nhạc phẩm ngoại quốc như nhạc Mỹ và nhạc Pháp đã ảnh hưởng và đóng một vai trò không kém quan trọng trong nền âm nhạc Việt Nam. Trong số những nhạc phẩm này, có một nhạc phẩm tên là So Sad đã được ca sĩ Nini chuyển dịch sang lời Việt
Và thưa quý vị, Soul Set sẽ được Nini trình bày gửi đến quý vị sau đây. Thưa quý vị, chúng ta đã từng nghe chuyện Hoa Sim kể lại một chuyện tình mà người con gái đã ra đi mang theo cả vùng hoa tím để người yêu ở lại trong tiếc nuối u sầu. Cảm xúc cho sự mất mát đó, nhạc sĩ Anh Bằng đã phổ nhạc một bài thơ khác mang tựa đề Chuyện Tình Hoa Trắng, thơ của Kiên Giang. Nhạc phẩm này sẽ đến với chúng ta qua tiếng hát của Như Quỳnh. Bom che lấp chân trời cũ.
nước tràn qua sông đảo. Anh làm chiến sĩ giữ quê hương, giữ màu áo tím cành hoa trắng, giữ cả trường xưa nóng giáo đường. Giặc chiếm lầu chuông xây ổ kia sao giờ buồn trong mắt em, dấu chân em còn đây bao ướt say. Đưa anh vào chiến miên mắt em, lóng lánh nhìn
dáng em như chờ tìm ai cuốn trôi, và em thôi không theo lối về, cho anh vườn môi hôn mái tóc mềm tay. Nụ hôn kia chìm tiếc nuối, em đã yêu anh rồi, giờ bên anh rồi xa anh, em xin anh bao nhiêu ước mơ. Ngày anh biết mang trong đời tình yêu mãi xin trao người, còn phiêu du đến bước cuối thiên đường. Người yêu ơi, vết son em còn chờ anh đến đây, với tay em tìm anh trong thoáng giây. Xin em ngủ êm dưới mắt anh, say như một cơn mơ. Mắt môi ta tìm nhau trong đám say, và ta thôi quên câu giá từ, cho một lần ta xin nhớ mãi tình nhau. Thưa quý vị vừa được thưởng thức nhạc phẩm Quên Câu Giã Từ của nhạc sĩ Hoàng Trọng Thụy, và đã do chính tác giả cùng Quỳnh Hương trình bày gửi đến quý vị. Quỳnh Hương ơi, bây giờ mình quay lại với Xuân, mình nói về đêm giao thừa đi. Thì trong đêm giao thừa đó, thì ngoài bánh trái, rượu chè, những niềm vui bên gia đình, thì đố Quỳnh Hương chứ mình có một cái điều thú vị gì trong đêm giao thừa? Đối với Quỳnh Hương thì đêm giao thừa nào cũng đi ngủ sớm cả. Không biết anh nói điều gì thú vị? Từng Quỳnh Hương làm gì ai đi ngủ đêm giao thừa bao giờ? Anh biết không, nhất là ở xứ Mỹ này ai cũng đi làm sớm. Và thường đêm giao thừa hay xảy vào giữa tuần chứ không có được vào cuối tuần đâu anh. Trong đêm giao thừa đó, một điều thú vị đó là mình bật tivi mình xem. TV giờ đó có gì mà xem? Có chứ,
có ban AVT. Ồ đúng rồi, Quỳ Hương nhớ cái thời xa xưa của mình ở quê mình đó, lúc mà Tết đến cả nhà nhốn nháo nhộn nhịp để mà mở tivi lên xem ban AVT chúc Tết, đúng không anh? Năm nay Quỳnh Hương không phải ngủ sớm nữa bởi vì mình có AVT trong video Asia 10 kỳ này. Thế thì tốt quá, chẳng những Quỳnh Hương và anh gặp được điều may mắn mà hy vọng rằng năm nay tất cả chúng ta, tất cả quý vị sẽ được may mắn vì có ban AVT ở đây để chúc Tết chúng ta. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Chúc Xuân sẽ đến với chúng ta qua phần trình diễn của Lữ Liên, Trường Duy và Hoàng Long. Xuân cứ xuân lại, xuân bất tận. Xuân đi xuân lại, mãi còn xuân. Trong lúc kinh tế thị trường thì xuống dốc một cách thảm hại, sao? Mà anh còn cao hứng đón xuân như vậy thì tôi chắc là năm nay anh làm ăn khá giả lắm, hay là anh mới trúng áp phe gì chứ? Sao anh đoán hay quá vậy? Không giấu gì hai anh, tôi cũng mới ở trên Las Vegas, tôi về kiếm được ít sắp. Bởi vậy cho nên tôi mới là cao hứng như vậy đó chứ. Cao hứng đón xuân vậy đó. Còn anh sao? Trời ơi, năm nay tôi làm ăn bết bát quá, chẳng còn tâm hồn nào mà nghĩ đến Tết, đến Nhất, đến Xuân cả. Tội nghiệp không? Tết Nhất ai ơi, cứ lại hoài. Không tiền tiêu Tết vậy thời tính sao? Tính sao, tính sao? Tết Nhất làm chi ai bày? Tết Nhất làm chi? Lo quần, lo áo, lo đi chạy tiền. Người người vui Tết như chung liền miền. Riêng tôi nghĩ Tết mà điên cái đầu, lo nhiều đến nỗi chú mọc nở râu. Năm cùng tháng tận quá cầu mà số xui, cũng liều mà xanh xít như đít đùi. Để ba ngày Tết vui cười no say rồi, sang năm mà ta lại chứ keo. Nhưng hai anh ơi, đừng có bi quan như rượu nữa. Tôi thấy hai mặt hai anh sẽ xìu lơ xìu lất như vậy. Đi với tôi một vòng xuống cho Tết là vui, bao đảm vui. Nhưng... đi chứ còn gì nữa. Nghĩ quẩn chứ làm chi thôi đừng. Nghĩ quẩn chứ làm chi xuống ngân thăm mà. Chờ Tết ta đi một vòng. Chẳng cần mua sắm mất công, xem cho khoái mắt, cho lòng dịu êm. Khoác vào hàng vải chữ Tây đen, hàng vải Tây đen. Cô hàng ngồi kép, cười duyên liếc thầm. Anh bảy mời khách chữ vào thăm. 35 một thước, 35 rẻ rồi. Tôi nói rẻ lắm, không ai chịu mua chỉ cả hè. Qua hàng giò trả cứ coi chơi. Mấy cô gói bánh trông người mà cũng hay. Cô ơi, sao Tết chứ năm nay bánh chưng thì có, bánh dày có để đâu? Cái anh này hỏi lộn xộn à. Bánh dày của cổ để đâu á thì mắc mớ gì tới anh mà anh hỏi chứ. Bánh dày em bán hết ngay từ lâu.
xơi bánh ú của cổ thì trả lời đi. Bánh phồn quay đã chứ mấy hôm, phải khi chờ gió trời nồm như bữa nay. Khách vần đã có hơi tay, vất lăn vất lóc lâu ngày nên đã ôi. Này cái ông này thiệt nói khéo gớm chứ hả? Bánh ú của người ta thơm như mùi mịt rồi mà nói đã có hơi tay. Để cho tôi thử hỏi các anh đã hơi chưa mà dám nói hôi nói thối hay? À, tôi xin lỗi cô, năm hết Tết đến rồi, xin nghỉ hoài như quý. Chúng ta đi. Lên trong đám chợ chứ đông người, hàng cam hàng táo ngồi ngoài hàng dưa, cô hàng vu sữa mới dễ. Nghe. Nếu hai anh nói mà hấp dẫn như rửa đang một thiệt mà cho người ta ta lượng rồi này. À, cho lửa cho chứ. Lửa là tôi nhảy vô tôi bờ hai trại liền rồi nè. Nè, đã là sợ vợ. Ai nói anh mà, sợ vợ? À, mà hay nói lộn xộn nữa. Đấy. Không sợ phải không? Không sợ. Kìa, bà kìa, bà kìa. Hả? Đó đó đó. À này anh cả anh hai đó. Đi đâu thì mau mau giao thừa thì nhớ rủ nhau về nhà. Năm mới đừng để vợ ra dáng về làm lễ ông bà mà đón xuân anh cả anh hai đó ơi. Chúc xuân, chúc xuân. Trước thềm xuân mới AVT xin kính chúc toàn thể đồng bào Việt Nam một năm mới làm ăn tiền vô như thác đổ, sức khỏe như vội, sống lâu nhung mạnh tổ. Chúc các thương gia bán buôn phát tài, vòng thâu nghệ sĩ kiếm tiền lại rài, khách nghe làng chơi vui chân nhót nhảy, vũ trường đông ứ hơi, cô nhắc là về mừng xuân khách. Đem tình yêu đến khắp mọi nhà, mừng xuân con nít bố già cùng vui, lứa tuổi đôi mươi trai mơ gái đẹp, xôn xôn mơ cố nhân, con gái đường xuân chợt nghe tiếng sét ái tình. Năm mới năm mẹ chúc cho mấy thầy học may thi đỗ khóa pro gam mơ mây mở ưa. Tàu nhà tàu cửa răng được hey. Tháng mô tiền biêu cũng gửi về tới nhà, tiền điện, tiền rác, tiền nước lo đà chết cha. Mà còn nói chuyện tàu lao xịt bột không ấy. À đó là mình ước vọng như thế chứ còn anh đừng lo. À đừng lo. Năm nay tiền vô mà ai ơi đừng lo, mà ám khoe thì nhiều, mà ám khoe thì nhiều. Năm mới cuộc đời phơi phới, năm mới gặp thời gặp may, năm mới bạc triệu tới tay, năm mới không cần keo cày. Năm mới cuộc đời liên hương, năm mới tràn đầy yêu thương, năm mới thần tài giúp ta, năm mới năm đẹp. Giữ lại trong tầm tay thì có những ngọt ngào, dịu mát của hương hoa trong những ngày đầu chớm xuân. Nhưng khi vụt khỏi tầm tay
lòng người còn lại những gì? Quỳnh Hương chợt nhớ đến vài vần thơ muốn chia sẻ cùng quý khán thính giả. Trời tháng năm mà nghe lành lạnh, khi em về ngồi nghe biển hát, chiều qua nhanh như em xa anh. Những vần thơ đựng một nét buồn man mác, như lời tiễn đưa để lại lòng người những tháng ngày tàn úa. Nhạc phẩm tiễn đưa, thơ của Đặng Hiền, nhạc của Lê Đức Long sẽ được gửi đến quý vị qua tiếng hát trầm buồn của Vũ Khanh. Sáng đông trời tháng năm mà nghe lạnh lạnh, khi em về ngồi nghe biển hát, chiều qua nhanh như em xa anh. Mãi em về mình không đưa nhau lời cảm ơn dư lại cho người, một nụ cười thôi cũng đủ. Mai em về ta không đưa nhau, làm người ở lại có bao giờ vui, khi tình nhân không còn đứng chung đôi. Làm người ở lại bao giờ cũng buồn, như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát chị. Em ơi, bao yêu thương cũng theo người rồi, em xa rồi trời buồn không hát, mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em. Em tình ta tan mau và tháng năm phải tàn úa nhau, em xa rồi nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui. Còn đứng chung đôi, làm người ở lại bao giờ cũng buồn, như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương.
rồi. Còn chị em ơi, bao yêu thương cũng theo người rồi. Em xa rồi, trời buồn không hạt, mưa sẽ buồn, ai vuốt tóc em đi rồi. Tình ta tan mau và tháng năm phải tan úa nhau. Em xa rồi, nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui. Em xa rồi, người đã tắt, người ở lại có bao giờ vui. Em xa rồi, nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui. Thưa quý vị, có nhiều bài thơ ca ngợi những nét đẹp trữ tình của một vùng đất, nơi được mệnh danh là đất thần kinh. Có núi Ngự, có sông Hương, có cầu Tràng Tiền, có chùa Thiên Mụ. Có những hàng áo trắng thướt tha với chiếc nón lá tô thêm màu sắc cho những chiều vàng nghiêng nắng. Đây vẫn còn là những hình ảnh đậm đà nhất còn lưu giữ lại trong tâm khảm người nhạc sĩ. Và mỗi khi chạy lòng nhớ về quê cũ, người nhạc sĩ lại hỏi mình rằng Huế có còn đẹp như xưa hay không? Huế xưa là một sáng tác của Lê Minh Bằng sẽ đến với chúng ta gợi nhớ lại kỷ niệm đó qua tiếng hát Thanh Lan. Thank you.
hương núi ngừ của lũy tre thôn vị hiền từ của kinh thành cổ xưa thật xưa. Buổi trưa em che nón lá cá sông hương liếc nhìn ngẩn ngơ lũ chim khuyên ngất ngây từ xa. Anh sống độc thân trong căn phố nghèo bởi trót thương nên nhớ thật nhiều bởi em là hạnh phúc tình yêu. Trái tim sông núi của mình, cả linh hồn của dân hùng anh. Bởi đâu gây nên nóng nổi cánh chim bay giữa trời lẻ loi. Nhỏ anh yêu khóc bao giờ nguôi. Lạc nhau trong cơn biến động để tháng năm hai đứa lạnh lùng để đêm ngày kẻ nhớ người mong. Anh ơi, biển
Kính thưa quý vị, ca sĩ Thanh Lan. Xin trân trọng kính chào quý vị. Có lẽ là Trọng Thủy định hỏi Thanh Lan cái gì cho nên mới chặn đường đưa micro phải không? Vâng ạ, định hỏi chị vài câu là hôm nay nghe chị hát nhạc phẩm Huế xưa mà trước khi hát chị có ngâm vài câu thơ, thì không hiểu là câu thơ đó chị trích từ đâu ra vậy thưa chị? 8 câu thơ vừa rồi Thanh Lan trích trong bài thơ Đây Thôn Ví Dạ của thi sĩ Hàn Mặc Tử, là một trong những thi sĩ được chúng ta yêu mến nhất. Và Thanh Lan muốn được ghép cái bài thơ đó cùng với bài hát Huế xưa là để gửi đến một chút quà xuân đến miền quê ngoại của Thanh Lan, cũng như một số đông khán giả yêu mến những giai điệu trầm buồn của miền sông Hương núi Ngự đó. Người ta biết đến Thanh Lan nhờ những nhạc phẩm trẻ, những bài tình cảm. Thì lý do nào hôm nay chị Thanh Lan chọn nhạc phẩm Huế xưa, một bài rất là quê hương, để gửi đến quý khán thính giả vậy thưa chị? Lần đầu tiên đến với khán giả của Montreal, Thanh Lan chọn bài hát này là vì một phần Thanh Lan muốn được thắt chặt tình thân giữa nghệ sĩ của miền Nam California và các em học sinh của Montreal đã vì cảm tình đối với Asia múa phù diễn cho Thanh Lan trong bài hát vừa rồi. Và Thanh Lan cũng xin cảm ơn anh Vũ Sư Lưu Bình đã chỉ trong có vài buổi hướng dẫn cho các em lần đầu tiên múa trên sân khấu. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người đã giúp chị. Thưa chị, cho xin hỏi một câu là được biết là năm 1973 chị có sang Nhật cùng với nhạc sĩ Phạm Duy và Ngọc Chánh để dự kỳ thi Đại hội Nhạc Trẻ, phải không thưa chị? Dạ không, không phải là Đại hội Nhạc Trẻ mà là Festival Nhạc Pop Quốc tế tại Tokyo. Và Thanh Lan đã qua đó để hát bài hát Tuổi Biết Buồn. Tuổi Biết Buồn. Có một nhạc phẩm Nhật đã đạt giải nhất trong kỳ thi đó là Anata, phải không thưa chị? Vâng, bài hát Anata. Có nghĩa là gì vậy chị? Anata biết... tiếng Nhật có nghĩa là anh hoặc là em, là you chứ không phải là me. Vâng. Vâng, nhưng mà khi dịch ra lời Việt thì nhạc sĩ Phạm Duy đã đặt tựa đề là Mơ Ước Người Yêu Bên Tôi. Thưa quý vị, nhạc phẩm tiếp nối trong chương trình Asia Video 10 là Mơ Ước Người Yêu Bên Tôi với tiếng hát của Vina Uyển My. Ngày đêm tới
Quỳnh Hương ơi, có bao giờ Quỳnh Hương nghe một nhạc phẩm nào đó rồi thì giai điệu nó cứ bám mãi trong đầu, không chịu buông rời không vậy? Có chứ anh, mới hôm qua Quỳnh Hương được nghe một nhạc phẩm Không Có Anh Trong Đời. Cho đến giờ này đứng nói chuyện với anh mà bài đó vẫn còn quay trong đầu Quỳnh Hương đây. Thế thì chóng mặt chết. Chóng mặt thì Quỳnh Hương không sợ, chỉ sợ nhạc phẩm đó vận vào người thì lúc nào cũng bị cô đơn thôi. Quỳnh Hương nói sao chứ, Quỳnh Hương như thế này làm sao mà cô đơn được? Đùa với anh tí thôi. Kính thưa quý vị, Quỳnh Hương và Hoàng Trọng Thụy xin hân hạnh giới thiệu đến với quý vị nhạc phẩm Không Có Anh Trong Đời, nhạc ngoại quốc, lời Việt sẽ được gửi đến với quý vị qua tiếng hát Lâm Thúy Vân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quỳnh Hương có bao giờ ngồi ngắm cảnh một buổi chiều mưa mà trời vẫn còn nắng không vậy? Có chứ anh, lúc đó dường như bầu trời hiện lên một màu hồng thơ mộng lắm phải không anh? Đúng rồi, nếu Quỳnh Hương nhìn thẳng qua những dải mây hồng đó, trời vẫn còn nắng thì những hạt mưa sẽ nhuốm một màu hồng đó Quỳnh Hương. Thế mình dùng danh từ lãng mạn gọi là mưa hồng đấy. Có một nhạc phẩm tên là Mưa Hồng, diễn tả lại cơn mưa còn ươm nắng đó. Nghe anh diễn tả mà thấy thơ mộng và đẹp quá. Thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp mang tựa đề Mưa Hồng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ được gửi đến quý vị qua hai tiếng hát Công Thành và Lin. Trời ươm nắng cho mây hồng, mây qua mau em nghiêng sầu, còn mưa xuống như hôm nào. Em đến thăm mây âm thầm, mang gió lên. Người ngồi đó trong mưa nguồn, ôi yêu thương nghe đã buồn. Ngoài kia là sông vắng nước dâng lên hồn muốn trùng. Này em đã khóc chiều mưa đính cao, còn gì nữa đâu, sương mù đã lâu em đi về cầu mưa áo. Đường phượng bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau. Người ngồi xuống mây ngang đầu, mong em qua bao nhiêu chiều, vòng tay đã xanh sao nhiều. Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du. Người ngồi xuống xin mưa đầy trên hai tay cơn đau dài. Người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.
cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Liên tục chương trình, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Như Vạt Nắng. Đây là một sáng tác mới của nhạc sĩ Trúc Hồ. Như Vạt Nắng sẽ đến với chúng ta qua phần trình diễn của Như Quỳnh và Gia Huy. Quỳnh Hương còn nhớ cái thời mà Quỳnh Hương mài đũng quần ở ghế trung học không vậy? Anh nói nghe mắc cỡ quá. Đó là cái thời của tuổi ngây thơ, thời mà đáng yêu nhất làm sao quên được anh. Đó là thời niên thiếu của Quỳnh Hương. Thế thì lên đại học thì sao? Lên đại học,
Lúc đó biết yêu rồi còn gì mà ngây thơ nữa. Quỳnh Hương nói sai chứ tôi thấy khi người ta biết yêu thì người ta lại càng ngây thơ ra đó. Quỳnh Hương không biết anh nghĩ sao. Khi yêu là có những sự buồn đau, có những lúc nhớ thương, rồi thậm chí có những chuyện nói mà không biết có dám làm không. Chuyện gì vậy? Quỳnh Hương thì chưa bao giờ nói những gì mà không dám làm. Thế nhưng đôi khi người kia người ta hứa hẹn hoặc là nói những lời vu vơ, chẳng hạn như anh xin đưa em đến cuối cuộc đời. Đó. Anh dám làm điều đó không? Câu nói đó là chứng minh cho những lời tôi nói là sự thật. Khi người ta yêu người ta càng ngây thơ ra, bởi vì cứ tưởng rằng lời người yêu của mình là sự thật không? Thưa quý vị, đó cũng là câu nói trong bài hát Niệm Khúc Cuối, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, sẽ do ca sĩ Sĩ Phú trình bày gửi đến quý vị sau đây.
quan âm đưa em vào đời một thời yêu đương. Cho tôi xin em như gối mộng, cho tôi ôm em vào lòng, xin cho một lần cho đêm mặn nồng yêu thương vợ chồng. Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em đang tâm sẽ nát tim tôi, dù có ước ngàn lời, có trách một thời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu. Sao đi nữa, tôi vẫn kính thưa quý vị, trong suốt 2 giờ đồng hồ vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị các nhạc phẩm với đủ mọi thể loại, với các tiếng hát đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Video Asia 10 với chủ đề Gửi người một niềm vui là một cố gắng mới của Trung tâm Asia, không ngoài mục đích đem đến cho quý vị một vài niềm vui nho nhỏ trong chốc lát, mà cũng hy vọng rằng đã đem đến cho quý vị những giờ phút giải trí thật vui tươi, lành mạnh cho gia đình của quý vị trong những ngày đầu xuân. Kính thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin được gửi đến quý vị nhạc phẩm Mừng Xuân. Đây là một sáng tác nhạc của Trúc Hồ, Trúc Sinh, lời của Khúc Lan. Với nhạc phẩm Mừng Xuân, Trung tâm Asia xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Nhạc phẩm Mừng Xuân với 4 tiếng hát: Johnny Dũng, Lâm Nhật Tiến, Gia Huy và Nhật Quân. Mùa xuân đắm say.
làm sao chen chân. Áo hồng áo đỏ, áo xanh áo tía, ngày xuân sao vui thế. Ông Lân, ông Địa, ông Táo, ông Tiên, khúc nhạc xuân thiêng liêng. Mứt gừng, mứt bí, mứt dừa, mứt quýt, mứt nào ta cũng thích. Thank you.